Trang này nhá, tìm bạn đời. Thấy không? Thằng em này tên hơi đẹp luôn. Em Lan, xinh xắn, tóc dài, đam mê nghệ thuật chụp ảnh. Và tuổi từ 28 đến 30. Tôi đây. Tên anh Mão hay thật đấy. Thế à? Nghe tên anh, em cứ cảm thấy một điều thật xung dị. Tên của anh làm em nhớ đến quê hương của em. Anh lúc nào cũng ước mơ một cô bạn gái dung dị như em. Anh Mão ơi, em cứ tưởng tượng là chiều chiều em nấu cơm, còn anh thì bổ củi, rồi khói lam chiều bay. Xong rồi mình nuôi cá, mình trồng thêm rau nữa. Nghe thôi đã thấy thích rồi, phải không anh Mão? Tháng trước em bảo là em muốn cái gì ấy nhỉ? Em muốn cái gì mà còn không nhớ à? Người ta ước có một cái xe tay ga mới. Tem. Tháng sau cưới luôn. Dạ. Tháng sau cưới luôn. Anh Mão này, bố mẹ em muốn em lấy được một chàng rể mà chàng rể ấy đã định cư ở Hà Nội rồi. Để sau này ông bà thỉnh thoảng còn lên chơi răm bữa nửa tháng. Tháng sau mình mua nhà thì cưới nhá. Ơ, cái xe đâu? Vừa vay tiền mấy chục triệu mua cái xe đâu rồi? Đá rồi thì nó cứ thế nó đi thôi, biết làm sao được. Ôi giời. Cũng đến địa chỉ nó đưa rồi. Nhưng mà không hiểu sao đến bảo là chả có ai tên Lan. Khả năng là ông bị lừa. Lừa? Thôi rồi, đợi đi. Tôi vào tôi tìm. Ôi, mau. Này. Ôi. Này, nhìn này. Không. Cái Lan này này. Nó vừa mới đăng tin xong. Sao lại thế nhỉ? Này, vẫn tìm người như cũ này. Vẫn 25 tuổi. Vẫn đam mê chụp ảnh. Thế này thì lừa đảo là cái chắc rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào? Được rồi. Tôi đã có cách trị con danh này. Đây. Cái này thì chắc chắn là em sẽ thích hơn này. Đúng không? Em thích lắm á. Rồi, anh mua cho em nốt nhá. Thích anh... cái gì cứ bảo anh. Anh mua tặng em tất á. Ừ. Em cảm ơn anh Hợi ạ. Có gì đâu. Alo. Tao đây. Cái gì? Đợi tao một tí. Anh. Cái gì? Rồi, tao về ngay. Anh Hợi sao thế ạ? Em ơi, anh phải về đây Lan ạ. Sao thế anh? Mẹ anh bị đột quỵ, người co giật, cấm khẩu, không nói được cái gì cả. Mẹ anh bảo là anh phải về ngay, nếu không thì không kịp gặp mẹ anh. Mà lạ lắm em ạ, ngày hôm qua tự nhiên mẹ anh lại gặp anh, rồi nói đến chuyện thừa kế. Anh bảo là nhà mình ấy thì tài sản có đáng là bao, có chục căn nhà, mà anh thì lại là con một. Thì lúc nào nói đến chuyện thừa kế mà chả được. Thế ạ? Anh xin lỗi, anh phải về với mẹ anh ngay bây giờ. Anh xin lỗi nhá. Alo, taxi à? Cho tôi một chiếc taxi đến ngay đây. Cái gì? Tắc đường à? Anh Hợi ơi, em có xe máy. Xe máy em vừa mới mua, hay để em chở anh về nhá. Này,